Những ngày giáp Tết, trong khi mọi người tấp nập chuẩn bị đón xuân, thì trên công trường xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít, công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh, không khí thi đua làm việc của cán bộ, công nhân, công ty cổ phần xây dựng 47 cũng hết sức khẩn trương. Đêm cuối năm giữa núi rừng huyện vùng cao An Lão, công trình thi công hồ chứa nước Đồng Mít càng về khuya càng nhộn nhịp. Bê tông từ trạm trộn liên tục được hệ thống băng tải đưa đến tận thân đập. Các bộ phận trong ca làm việc không ngừng nghỉ. Công ty cổ phần xây dựng 47, đơn vị đảm nhận thi công hạng mục đầu mối hồ Đồng Mít, đang tiến hành đổ bê tông thân đập chính. Mẻ bê tông cuối cùng trong năm có khối lượng lên tới 12.000 mét khối. Toàn bộ nhân lực, máy móc thiết bị được huy động tối đa. Từ cán bộ chỉ huy, kỹ thuật, giám sát thi công cho đến từng công nhân trực tiếp làm việc trên công trường, không ai nghỉ Tết đã về đến cửa, mọi người chỉ tập trung thực hiện đúng quy trình đổ bê tông đầm lăn, đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ chủ đầu tư đã đề ra. Bởi tất cả đều nhận thức được trách nhiệm và niềm vinh dự khi được tham gia xây dựng hồ chứa nước Đồng Mít, công trình thủy lợi trọng điểm hiện nay của tỉnh. Lãnh đạo công ty cũng như lãnh đạo công trường đã quán triệt đến anh em đấy cái tầm quan trọng của cái dự án này. Đấy, nên anh em cũng là rất là đã hiểu. Thứ hai nữa ấy, là lãnh đạo công ty cũng như công trường đã quan tâm đầy đủ các cái chế độ của những người lao động đấy, làm việc trong những ngày giáp Tết này. Đấy, tiền lương hay tiền thưởng hay tiền phép các thứ là công ty là lo đầy đủ để anh em yên tâm ở lại làm việc. Một ca làm việc huy động ban đêm là toàn bộ lực lượng là khoảng 60 người, là bao gồm là lực lượng là vận hành trạm trộn, rồi bánh tái, trạm lạnh, rồi dây chuyền về xúc dăm cát, rồi một dây chuyền về là đầm, dây chuyền ủi, dây chuyền ô tô và nhân thủ công. Là một ngày là làm việc thay ca liên tục và làm 24/24 và có lực lượng đủ lực lượng để thay ca. Mỗi ca khoảng hơn 60 người, mình sẽ có khoảng 180 người thay ca 3 ca liên tục. Sau khi chuyển dòng thì nhà thầu 47 đã tập trung toàn bộ cán bộ công nhân viên trên công trường hưởng ứng quyết tâm để đạt được cái thành tích với cái hiệu quả tốt nhất. Riêng về cái phần mà cơ giới mà đào móng về cái địa chất nó có một cái số tầng nứt gãy. Trong giải pháp của thiết kế thì rất nhiều giải pháp gồm có đóng cọc với mở rộng đáy, thì thiết kế đã chọn cái biện pháp mở rộng hai vai và đào sâu xuống. Thì nhà thầu cùng với chủ đầu tư đã ngăn dòng sớm để đạt cái tiến độ của năm 2020. Hồ chứa nước Đồng Mít là dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, kế hoạch thi công trong vòng 34 tháng rất căng thẳng. Do đó, năm 2020, chủ đầu tư và liên danh nhà thầu thi công phải dồn sức thực hiện các hạng mục quan trọng nhất của công trình. Ngay sau khi chuyển dòng sông An Lão thành công, gần một tháng qua, công ty cổ phần xây dựng 47 đã tập trung làm việc 3K với quyết tâm nâng cao năng suất và chất lượng, đảm bảo an toàn lao động và đẩy nhanh tiến độ, nhất là trong những ngày giáp Tết. Được sự quan tâm của chủ đầu tư cùng địa phương thì riêng nhà thầu 47 tập trung toàn bộ lực lượng, kể cả trong cái thời gian trước Tết và sau Tết, cố gắng hoàn thành cái tiến độ mà đã được chủ đầu tư phê duyệt. Để động viên cho anh em làm trong cái dịp Tết Nguyên Đán, lãnh đạo của công ty quan tâm chi ca thêm cho anh em để động viên, thì anh em rất hồ hởi cố gắng làm đạt cái tiến độ. Nhà thầu đã đầu tư làm thêm 3K, cán bộ công nhân viên cùng công trường hứa sẽ hoàn thành cái kế hoạch của chủ đầu tư đề ra. Sau 30 tháng 3 nhất định là móng bờ trái phải hoàn thành để đổ bê tông phản áp. Và để đảm bảo tiến độ nên là anh em quyết tâm làm việc đến trong Tết, làm việc đến coi như là đến cái ngày như là ngày cuối cùng của năm. Cái lốc bê tông này là mình lốc thứ 32, mình đổ 8 ngày, đổ xuyên suốt không nghỉ, suốt ngày đêm 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ. Và khối lượng cái lốc này là 12.000 khối, và đến hôm nay thì mình đổ là đã gần 12.000 khối rồi. Đập chính hồ Đồng Mít dài 353 m, cao 66,5 m, được thi công bằng công nghệ bê tông đầm lăn. Mẻ bê tông cuối cùng trong năm cũ trên thân đập chính không chỉ là sản phẩm phối trộn vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn đã được quy định, mà nó còn là sự kết tinh trách nhiệm và tình cảm của những cán bộ công nhân công ty cổ phần xây dựng 47, những người đã rời phố lên rừng,
dành thời gian và tâm huyết cho việc thi công một công trình lớn mà khi hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho hàng ngàn hecta đất canh tác thuộc 4 huyện phía Bắc tỉnh. Chính họ, những người thợ xây dựng 47 đã trực tiếp góp phần gieo ươm mùa xuân no ấm từ công trình thủy lợi giữa núi rừng An Lão.